Mến chào quý cô chú anh chị em, hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Cường Lê. Có một số hoa mẫu đơn, có rất là nhiều loại muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình. Rồi, chào anh Cường. Chào Pháp Thái, chào quý bà con trên kênh YouTube của Pháp Thái. Hôm nay nhà vườn Lấp Giò có lên một số bông trang mẫu đơn lá chung giao lưu đến toàn thể cô bác vàng xa. Số điện thoại và số Zalo của nhà vườn là 0907 633 225. Kính mong bà con vui xem và ủng hộ nhà vườn. Rồi, đầu tiên mình lên một cây mã số 1, đó là phôi Mỹ đỏ, gốc Mỹ đỏ ghép một bo Mỹ vàng chanh quý cô chú anh chị, cây hai màu. Cây hai màu bà con. Cây Mỹ đỏ Mỹ vàng này có chiều cao là 85. Cây này cái tàn to quý cô chú anh chị em, xè ha, tròn. Có thân 15. Cây này gốc nở chuyên voi nha con, em đo eo được hơn 9 hoành củ lớn. Cây này thuần tầm khoảng nửa tháng rồi quý cô chú anh chị em, tược lên rồi. Cây và cái bo Mỹ vàng này ghép lâu rồi nha. Ghép trên đỉnh, phơm tròn. Thằng ngang khoảng 1m2 nha bà con. Rồi giá luôn anh, mã số 1, cây hai màu. Mã số 1, cây Mỹ đỏ, Mỹ vàng chanh nè, em xin giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho con. Rồi, đặc trưng hai màu, vàng và đỏ, tượng trưng sự may mắn, thành công quý cô chú anh chị. Mã số 2, em xin giao lưu bà con là cây vàng sọc đời đầu, vàng sọc Tiền Giang, cây đang ôm bông nha bà con. Hoa rất là to quý cô chú anh chị, màu rất là chuẩn luôn, đang phun hoa. Mã số 2, cây vàng sọc đời đầu có chiều cao 90, thoát thân 30. Cây này một cốt 4 hoành bà con. Hoa rất đẹp quý cô chú anh chị. Rồi giá luôn à. Mã số 2, cây vàng sọc đời đầu này em xin giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho con. Mã số 3, em xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông, cây đang phun bông phun nụ nha bà con, một cốt thoát thân phơm tàn đẹp. Cây này mặt hoa đang là hường sọc quý cô chú anh chị, hoa nó lên đậm chút nữa là nó sẽ trở thành hồng sọc và đỏ sọc, nó đổi màu. Cây này đồng thanh đồng thủ nha bà con, phơm tròn xe luôn. Mã số 3, cây hường sọc 4 mặt bông này có chiều cao 80, thoát thân 30. Cây dáng rất là đẹp luôn. Cây này 6 hoành bà con. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 3, cây hường sọc 4 mặt bông này em xin giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho con. Tiếp theo em lên mã số 4, xin giao lưu bà con là cây vàng sọc nụ đỏ. Cây này thuần chậu quý cô chú anh chị, đặc biệt cái màu hoa nó rất là đậm luôn, búp đỏ quý cô chú anh chị. Đây cảnh hoa nè, cây này thần chậu đang lắm lúc nha, cây này về Noel quý cô chú anh chị em. Về bà con thay chậu kiểu vô. Cây mặt hoa rất đẹp. Trồng luôn vẫn được, cây thuần nắng rồi bà con. Mã số 4, cây vàng sọc nâu đỏ này có chiều cao 95, thoát thân 45. Rễ gà trắng bầu ở chân quý cô chú anh chị. Cây này em đo eo được 5 hoành bà con, gốc bự. Phơm tàn đẹp. Rồi giá luôn. Mã số 4, cây vàng sọc này em xin giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho con. Một cốt thân lắc nhẹ quý cô chú anh chị, rễ ra cứng bầu. Mã số 5, em xin giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ, cây một cốt thoát thân nha bà con. Dòng này hay có trái quý cô chú anh chị, đây, trái chín đỏ ha, hoa rất là to nha, màu rất là sáng. Mã số 5, cây vàng son Cần Thơ có chiều cao 1m1. Thoát thân 40. Cây này một cốt 7 hoành bà con. Một cốt giót đọt luôn quý cô chú anh chị, lên tới đọt chủ luôn nha. Rồi giá luôn anh, vàng son Cần Thơ. Mã số 5, cây vàng son Cần Thơ em xin giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho con. Mã số 6, em xin giao lưu bà con là cây vàng Pháp chuyên son. Cây này dòng này cánh hoa đẹp quý cô chú anh chị, to ha. Mã số 6, cây vàng Pháp xuyên son này có chiều cao 70, thoát thân 30. Cây này một cốt 5 hoành bà con, phơm tàn đẹp. Rồi giá luôn anh. Mã số 6, cây vàng Pháp xuyên son này em xin giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho con.
mã số 7. Em xin giao lưu với bà con là cây hình xào cốn mặt bông. Cây này một cốt số khăn cao và thân chậu quý của chú anh chị và mặt hoa rất là đẹp luôn. Cây này về quý cô chú mình chỉ sang chậu mình chơi Tết thôi. Đây cánh hoa nè. Lên sọc rất là đẹp luôn. Đỉnh ở trên đầu nè. Hồng sọc. Mã số 7 cây hường sọc 4 mặt bông này có chiều cao 1m2. Thốt thân 65. Cây này 8 hoành, cây thường nắng này nghe bà con. Gà tới đích luôn quý cô chú anh chị, một cúc. Đặc biệt cái mặt hoa cây này rất là xinh nha. Đây. Mặt bông đẹp chuẩn. Rồi giá luôn anh. Mã số 6 cây hường sọc 4 mặt, mã số 7 cây hường sọc 4 mặt bông này em xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho con. Mã số 8 em xin giao lưu bà con là cây Mỹ cam sọc. Cây một cốt phơm tàn và đặc biệt đang chuẩn bị phun hoa nha quý cô chú anh chị. Mỹ cam sọc. Cánh hoa rất là đẹp luôn. Mã số 8 cây Mỹ cam sọc có chiều cao 90. Thốt thân 40. Cây này gốc nở nha con. Em đo eo được hơn 6 hoành. Một cốt cái phơm rất là thoáng với cô chú anh chị em. Rồi giá luôn anh. Mã số 8 cây Mỹ cam sọc này em xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho con. Cây phơm tàn rất là tròn. Mã số 9 em xin giao lưu bà con là cây Mỹ tím, cây đang ôm nụ nha bà con. Cây này cũng về Noel luôn quý cô chú anh chị. Và đặc biệt cái dòng này rất là giống tím sen Minh Châu cái hoa nha. Lá cũng vậy luôn. Nó chỉ có là nhạt hơn cái hoa về một chút hơn so với tím sen Minh Châu thôi. Mã số 9 cây thuần chậu. Cây Mỹ tím có chiều cao 1m. Phơm tròn luôn. Thốt thân 35. Cây này được 7 hoành bà con. Đây quý cô chú anh chị, cái hoa nó rất là giống tím sen Minh Châu nha. Chỉ cái hoa nó, cái màu nó nhạt hơn tí thôi. Cây đã thuần nắng rồi nha bà con, về thay chậu chơi liền. Rồi giá luôn anh. Mã số 9 cây Mỹ tím này em xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho con. Mã số 10 em xin giao lưu bà con là cây Mỹ đỏ. Cây một cốt. Hoa nở quý cô anh chị. Cuốn đỏ tươi, đặc biệt ôm búp kẹo hết trơn. Mã số 10 cây Mỹ đỏ có chiều cao 1m15. Thốt thân 65. Cây này một cốt 7 hoành bà con. Gốc nở bà con. Rồi giá luôn anh. Mã số 10 cây Mỹ đỏ này em xin giao lưu bà con là 250k bao phí ship cho con. Mã số 11 em xin giao lưu bà con là cây vàng sọc đài đầu, vàng sọc thì gian. Cây một cốt thoát thân phơm tàn đẹp, bông đẹp nha con. Lô này phải nói cây rất là tốt với cô chú anh chị. Và cái mặt hoa thì dòng sọc này thì quý cô chú mình rất là đẹp nha. Cánh hoa nó to, sọc rất là chuẩn luôn. Nó gần phun hoa hết rồi. Mã số 11 cây vàng sọc đời đầu này có chiều cao 60. Thốt thân 20. Cây này em đo eo được 4 hoành. Cây đang ôm bông nha bà con. Rồi giá luôn anh. Mã số 11 cây vàng sọc đời đầu này em xin giao lưu bà con là 400k bao phí ship cho con. Mã số 12 em xin giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ. Cây một cốt số thân phơm tàn đẹp. Cây đang ôm hoa ôm búp quý cô chú anh chị em. Đặc biệt hoa cũng rất là sáng nha. Mã số 12 cây vàng son Cần Thơ có chiều cao 1m. Thốt thân 35. Cây này một cốt gần 6 hoành mà con. Phơm tàn đẹp. Rồi giá luôn anh. Mã số 12 cây vàng son Cần Thơ xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho con.
số 13. Em xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông. Cây một cốt khó khăn thơm tàn đẹp. Thần chậu và cái cánh hoa nó rất là đẹp quý cô chú anh chị. Cánh hoa đỏ sọc và hồng sọc. Ôm búp kẹo chân. Không còn sót cái đọt nào hết. Mã số 13, cây hường sọc 4 mặt bông này có chiều cao 1m05. Khó khăn 50. Cây này gốc nở rồi con, em đo eo được gần 8 hoành. Thuần chậu quý cô chú anh chị, dễ đường trắng hết trơn à. Mã số 13, cây hường sọc 4 mặt bông này em xin giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho con. Cây này phơm đẹp nha con. Thuần chậu phơm tròn, kẹo búp hết trơn. Cánh hoa thì rất là đẹp luôn. Mã số 14, em xin giao lưu bà con là cây Mỹ vàng chanh. Cây một cốt, thân lắc, phơm tàn đẹp. Mã số 14, cây Mỹ vàng chanh có chiều cao 90. Thoát thân 40, cây gốc nở bà con. Em đo eo được hơn 8 hoành. Thân lắc nhẹ với cô chú anh chị. Phơm đẹp. Nâng cây ha. Lá xanh mướt luôn. Rồi giá luôn anh. Mã số 14, cây Mỹ vàng chanh này em xin giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho con. Mã số 15, em xin giao lưu bà con là cây Mỹ, cây hường sọc 4 mặt bông. Cây một cốt khó khăn phơm tàn đẹp. Cây đang ôm nụ kính trơn nha bà con. Mặt hoa rất đẹp quý cô chú anh chị. Phơm đặc, ôm búp kẹo hết trơn luôn. Mã số 15, cây hường sọc 4 mặt bông có chiều cao 1m. Tốt thân 45, cây này thân lắc nha cơ. Gốc nở, em đo eo được hơn 7 hoành. Mặt hoa rất là nét ha, rồi giá luôn anh. Mã số 15, cây hường sọc 4 mặt bông này em xin giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho con. Cây này Mỹ Hương anh. Mỹ Hương hả? Cây Mỹ Hương lên hoa quý cô chú anh chị. Mã số 16, em xin giao lưu bà con là cây Mỹ Hương. Cây có chiều cao 1m05, thoát thân 55, đang cứng búp hết trơn quý cô chú anh chị. Cây một cốt ha, này gốc còn sâu nha, củ nở. Em đo gốc được 11 hoành bà con. Cây một cốt thoát thân rất là đẹp. Mã số 16, cây Mỹ Hường này em xin giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho con. Rồi, một cây Mỹ Hường. Mã số 17, em xin giao lưu bà con là cây vàng Pháp chân son. Cây một cốt và cái form rất là đẹp quý cô chú anh chị. Một cốt khó khăn ngắn, phơm gọn đẹp bà con. Đặc biệt cái dòng này thì cánh hoa nó quý cô chú anh chị rất là đẹp, xếp cánh chồng chéo ha, cánh hoa to. Mã số 17, cây vàng Pháp chân son có chiều cao là 60, thoát thân 10 cm, hoa rất là đẹp. Cây này một cốt 5 hoành bà con. Này thích hợp để ban công quý cô chú anh chị. Rồi giá luôn anh. Mã số 17, cây vàng Pháp chân son này em xin giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho con. Mã số 18, em xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông. Cây một cốt khó khăn phơm tàn đẹp bà con. Mặt hoa rất là đẹp quý cô chú anh chị. Mới nở 1-2 cánh nè, còn nhiều lại búp. Cây thường chậu lúng này quý cô chú mình yên tâm ha, về mình chỉ sang chậu mình chơi đây tới Tết. Mã số 18, cây hường sọc 4 mặt bông có chiều cao 95, thoát thân 35, cây này gốc não rồi con, em đo eo được 6 hoành. Thường chậu quý cô chú anh chị, rễ ra trắng hết rồi, kẹo búp hết chưa, rồi hường sọc giá luôn anh. Mã số 18, cây hường sọc 4 mặt bông này em xin giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho con.
mã số 19. Em xin giao lưu bà con là cây vàng sọc. Cây này cây hoa một cốt thoát thân ngắn bà con. Cây này thuần chậu quý cô chú anh chị. Cái này về quý cô chú mình chị anh chị mình ra nắng được nha. Cánh hoa đỏ đậm rất là đẹp luôn. Cái form nó tròn xe. Tàng ngang nó khoảng 1m2 bà con. Mã số 19, cây vàng sọc có chiều cao 75. Cây một cốt thoát thân ngắn. Em đo eo được 8 hoành. Phơm tròn xe, mặt hoa đậm rồi giá luôn anh. Mã số 19 cây vàng sọc này em xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho con. Mã số 20 em xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 màu bông, cây một cốt thân lắc nha con. Đặc biệt cánh hoa lên đỏ sọc rất là đẹp với cô chú anh chị. Bên này thì lên vàng sọc Tiền Giang luôn nè. Cây thân lắc. Cây này chỉnh sửa thân từ nhỏ nha. Cây này mặt hoa chuẩn nha quý cô chú anh chị. Mã số 20. Cây hường sọc 4 mặt bông này có chiều cao 1m1. Thoát thân 40. Em đo gốc được 9 hoành mà con. Rồi, hường sọc giá luôn anh. Mã số 20 cây hường sọc 4 mặt bông này em xin giao lưu bà con là 300k. Bao phí ship cho con. Mã số 21 em xin giao lưu bà con là cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm, cây một cốt thoát thân ngắn, đang ôm bông ôm nụ bà con, cây thuần ngắn. Cây nó mượt rồi, nó ra hoa nách luôn với cô chú anh chị. Mà đặc biệt cái dòng này thì chân hoa nó rất là dày, hoa thơm nha. Kẹo búp cái chân. Mã số 21, cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm có chiều cao 75. Cây form tròn ha. Thoát thân 15. Đây, hoa nè quý cô chú anh chị. Cây này em đo eo được 7 hoành bà con. Ôm búp kẹo hết trơn luôn, rồi giá luôn anh. Mã số 21, cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm này em xin giao lưu bà con là 400k. Bao phí ship cho bà con, cây thuần rồi nghe bà con. Rồi. Mã số 22, em xin giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ. Mới nở một hai cánh với cô chú anh chị. Lá xanh mướt ha, lên đây nó đang chia nhánh nha. Cây mã số 22, cây vàng son Cần Thơ có chiều cao 1m. Thoát thân 30. Cây này một cốt gần 5 hoành bà con. Rồi giá luôn anh. Mã số 22, cây vàng son Cần Thơ này em xin giao lưu bà con là 250k. Bao phí ship cho con. Mã số 23, em xin giao lưu bà con là cây Mỹ Tím, cây một cốt thoát thân. Cây này thuần nắng rồi bà con. Mỹ Tím, dòng này Mỹ Tím Cà Mau quý cô chú anh chị. Lá Mỹ Tím nó tới 2-3 dòng lận quý cô chú anh chị em. Dòng này thì nó sai hoa cực kỳ luôn. Mã số 23, cây Mỹ Tím có chiều cao 1m05. Thoát thân 30. Một cốt giót đọt luôn, cây thuần à. Cây một cốt hơn 7 hoành mà con. Rễ nó đường tròn kín cái chậu hết trơn quý cô chú anh chị. Cây rất khỏe nha. Rồi giá luôn anh. Mã số 23 cây Mỹ Tím này em xin giao lưu bà con là 250k. Bao phí ship cho con. Mã số 24 em xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông. Cây đang ôm búp kẹo chân. Và đặc biệt có cái một cái hoa nó nở trước. Đang là hường sọc quý cô chú anh chị. Cái hoa nó nở tròn rất là đẹp to. Mã số 24 cây hường sọc 4 mặt bông này có chiều cao 95. Thoát thân 30. Cây này gốc nở rồi con. Em đo eo được 7 hoành. Cây này khoảng 5 ngày nữa là full mặt hoa với cô chú anh chị. Rồi giá luôn anh. Mã số 24 cây hường sọc 4 mặt bông này em xin giao lưu bà con là 300k. Bao phí ship cho con. Rồi. Mã số 25 em xin giao lưu bà con là cây vàng cánh kép, vàng kim cúc. Ồ, cây một cốt thoát thân rồi con. Cứng hoa chân quý cô chú anh chị.
quá trời luôn, hoa lên còn không còn sót cái đọt nào, cây một cốt form rất là đẹp luôn. Mã số 25, cây vàng cánh kép có chiều cao 95, thốt thân 40, thân lắc gốc còn sâu ha. Cái này em đo eo được gần 6 hoành mà con. Form này về quý cô chú anh chị mình vô dây xương xương ha, tàn tròn xe luôn. Rồi giá luôn anh. Mã số 25, cây vàng cánh kép này em xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho con. Hoa rất là sáng quý cô chú anh chị. Mã số 26, em xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông, cây một cốt thoát thân phơm toàn đẹp, cây thuần nắng nha bà con. Cây này mặt hoa nó đang full mà nó lên, hoa sọc rất là đẹp quý cô chú anh chị. Đang là đỏ sọc. Cánh hoa rất là chuẩn nha. Mã số 26, cây hường sọc 4 mặt bông này có chiều cao 1m2. Thoát thân 40. Ồ, rễ gà. Cái này gốc não rồi con, em đo eo được 8 hoành. Thì về quý cô chú anh chị mình chỉ lên chậu mới thôi, thay chậu. Rồi giá luôn anh, thuần chậu rồi. Mã số 26, cây hường sọc 4 mặt bông thuần chậu này em xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho con. Mã số 27, em xin giao lưu bà con là cây vàng sọc. Cây này cái form toàn tròn xe luôn quý cô chú anh chị, tàn mới nở 1-2 cánh hoa thôi nha, lá thì xanh mướt. Mới nở quý cô chú anh chị, cánh rất là to nha. Mã số 27, cây vàng sọc này có chiều cao là 80, thốt thân 10 cm. Cây này 6 hoành mà con, cây này form đẹp. Rồi giá luôn anh. Mã số 27, cây vàng sọc này em xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho con. Rồi. Mã số 28, em xin giao lưu bà con là cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm, cây một cốt sốt thân form toàn đẹp nha con. Cây này cái tàn nó nói chung là một cốt xuất thân, đang đóng nút kẹo cho quý cô chú anh chị, mỗi đọt mỗi nút nha. Phơm tàn một cốt rất là tròn. Mã số 28, cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm này có chiều cao 1m. Thốt thân 25. Cây này một cốt 7 hoành bà con. Rồi giá luôn anh. Mã số 28, cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm này em xin giao lưu bà con là 400k bao phí ship cho con. Mã số 29, em xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông, cây một cốt thốt thân thơm tàn đẹp. Mặt hoa này hiện tại đang là đỏ sọc với cô chú anh chị, màu hoa lên đỏ rất là đẹp luôn, đỏ đậm luôn. Mã số 29, cây hường sọc 4 mặt bông này có chiều cao 1m05, thốt thân 45. Cây này em đo eo được 8 hoành gốc nở rồi con. Mặt hoa đỏ rất là đẹp với cô chú anh chị. Rồi giá luôn anh. Mã số 29, cây hường sọc 4 mặt bông này em xin giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho bà con. Rồi. Cây form đều gom ha. Mã số 30, em xin giao lưu bà con là cây mỹ trắng, cây một cốt khó khăn tàn lớn đẹp rồi con. Này trồng cái đợt đầu với cô chú anh chị, lô công nghiệp này trồng đợt đầu, cái màu trắng tinh khiết. Chỉ khác có cái là mỗi cái mỹ hồng có cái là cái màu thôi. Mã số 30, cây mỹ trắng này có chiều cao là 95, khó khăn 25. Cây này em đo gốc được 5 hoành mà con. Cánh hoa trắng tinh khiết của cô chú anh chị.
Rồi giá mã số 30 luôn anh. Mã số 30 cây Mỹ trắng này em xin giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho con. Cây 30 cũng là cây cuối clip ngày hôm nay, nhà vườn lắp giò. Xin cảm ơn bà con đã xem và vô ủng hộ các clip vừa qua. Dạ xin chào và cảm ơn bà con. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo ha.